con cá lóc coi cái tay mày với cá lóc coi cái tay ai bự hơn. Phải đo anh hai nè. Đo cá lóc anh hai nè, cá lóc bự hơn anh hai. Đo cá lóc của anh hai coi. Cá lóc nào bự hơn? Tự vừa đào dưới sông á. Chị ơi đào có một cái mẹ cơ mà đào hoài đào dưới sông. Đào cái thay cà chứ cá nhỏ xíu xíu à. Đó, giá đó. Cái gì cái sẻn gì đó nè, đó nè bao nhiêu ký ờ, dài nhiêu 2, 3, 4, 5, 50 đâu ta đây bọn đó, từ tới tu luôn hết tu luôn nè tới 5, đây nè 56 phân 57 rồi bề ngang đó để biết đường để mà đào 57 phân 10 phân rồi tới đây bạn nè. Sao mày vậy quá. Lẹ lẹ đi chàng ơi, nướng luôn rồi. Gấp lắm cái chuyện nó gấp dữ lắm rồi. Chưa chờ chưa chặt rồi. Chảy nước miếng nữa rồi đó. Dùng tay trơn rồi. Con cá này là con biết là bao nhiêu năm nó mới được như vậy không? Con cá này nó giấu dữ lắm, để dành dữ lắm đó con. Mấy lần anh Dũng đem vô trong anh Hai Giang cũng bao lớn, bự hơn. Hả? Đốt than, đốt lấy than. Thôi than luôn đi. Rồi nướng gơm cá nướng gơm không biết chắc than thêm rồi. Mà đi mua diện đi nó mới nói để mua đồ mua đồ. Trời ơi con bóc khăn nước kìa. Nó mà đi mua không kỹ nãy giờ kiếm chết kìa. Lấy đi kìa kìa nữa. Kì, lấy xuống đây bà. Lá xài ăn có chết không? Lá xài ăn gì chết bà. Chết ngon lắm chết liền. Chết tay ăn vô chết tay. Chưa. Bà bẻ thì bà từ từ cho tao quay chứ. Lá xài mà cũng quay nữa. Ờ. Nè. Chị bà chị hai này kêu bà giao nhiệm vụ cào đã mà bà quay chịu nữa. Quay. Bà lo bà quay không? Làm gì? Bà bánh ăn à. Ca sĩ lơi hoài. Bắt xèo ra mọi người. Bà lấy cái xuống mới thấy được cái gương mặt xinh đẹp của bà chứ. Rồi tới chỗ này quay nữa. Thôi rồi. Lại lên đây. Thêm một tay quay nữa kìa. Nè, quay lại mặt ông nhăn tết nhất là nhăn nhó nha. Bây giờ hai anh em mày á. Nó nói làm gì làm lẹ lẹ đi chứ tôi mệt quá. Cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi. Cái lá gì mà hiền chứ. Tao đi với nó chuyện. Từ về là đãi cho anh cá cỡ này không thấy anh ngồi tội nghiệp anh. Giờ đãi cá là cho anh mới được. Trời ơi à. Gió coi. Đã, con tắt gió, tắt quạt coi đã. Ngạp thì đó, xe tới kìa, ai ngạp. Quay vườn rau luôn rồi. Vườn rau của vườn tư. Ờ vườn rau của ông ngoại con. Đó còn khó giữ nữa kìa. Hồi nãy tao xói đưa lá vô khó giữ lên nữa kìa. Không? Dạ. Tao cháy ít xói. Ờ ông này ông làm chuyện cù bu không à. Ông thiệt chứ. Chu thấy lá nó đụng khói. Kìa cháy cái lá đó kìa, thấy cháy lá nó khói lên nhiều không? Ông thấy đồ nướng không? Ít than nhiều dữ tờ, khét cá này luôn quá. Than này dư rồi. Thôi em thấy cái củi này là dư rồi đó anh Hai ơi. Dư dữ. Sao dư? Thiếu quá. Trời, nhiều đó. Nhiều đó. Nói hồi em không có chuyển qua quay phim mà em chuyển qua live stream đó.
quay phim có thể đăng và có thể không đăng, nhưng mà livestream là đăng thẳng luôn đó. Ông Mỹ kiến cái cò là quay nháy mặt ông hoài luôn á. Nè liếc nè, liếc nè, con cá lóc nó chứ không biết nói chuyện. Ôi trời, để xa xa gì quay con cá lóc ha, cá lóc này bự hơn cá lóc của anh hai nữa. Cái lóc này ta có mấy năm là ta bự vậy à, cái lóc không mấy chục năm. 4-5 chục năm. Ừ. Còn nuôi hoài. Cái ông đó nói ừ cái hôm đó đó. Ngồi đẩy lửa chắc đủ má. Thôi tôi chuẩn bị đi ra mới được. Nó nhảy vô mình tôi luôn á. Mỹ là khỉ gì? Mẹ cỏ đây này. Mỹ là khỉ gì? Trời ơi, cái mặt của Mỹ là phải qua cái nách của Du Linh. Chê chị kỳ. Nó cháy đi thọt 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 ngoài ta. Được, cho cái lọ đó có nhúm lên hồi tàn than nó tắt nữa giờ có đổ xào gì đó lấy bỏ củi thêm. Thôi em bưng xuống đây đổ luôn đi. Này nướng lâu lắm mấy chừng nào mà đổ rồi. Thôi đốt lửa đó, chó mà nó còn sổ nó muốn ăn á. Bự gì vậy? Ừ chị nó cháy nè chị nè. Ừ kỳ nữa cũng dính ngón tay vô đó luôn á. Đó mà ăn thua thiệt đó. Rồi. Chữa lên cho nó bắt đầu nó chín cục cái khổ cục cái khổ cục nằm đây nè đó. Đó vậy đó. Ôi da chết em ơi chị hai, ôi chị hai. Ôi đẹp. Hé hé ra cái không thích cho em đè đóng lại. Có gì gì để vô à, nó mềm miếng sẵn vừa ăn rồi. Ừ, cho nó đi đều. Ừ, để nằm đâu. Này nó mâm mâm lên. Trứng gà, trứng vịt đó chị Ly. Trứng vịt, trứng gà. Trứng vịt nó giòn, trứng gà. Bỏ vô lon bia nữa không? Bỏ vô lon bia nữa cho nó giòn. Lấy lon bia. Chị Năm, còn cứu nó cơm ăn mà. Đó hồi nãy tôi đi vô quên nó để cho kêu quý hay nói chị. Cái cục trứng này ra nó chưa có đều.
Còn cục nó đang nổi nữa nè, hai cục luôn nè, không vớt nó ra đi. Chạy nó không ra đâu. Đây cục đó hình trứng chiên luôn á. Ơi trời ơi, kêu ba ông chữ nữa. Cái này ông đi mua cải coi xanh chưa? Ai biết. Luôn mua đá. Cái này ghê cắt làm hai luôn nha mẹ. Con chọn chung vô đây nè. Hút của chồng có ba. Có đỏ, có đẹp. Cho nó lá chuối đi, nó bó cá đó dục. Này không xé ra chị luôn. Bự quá không? Ừ, xé ra nó mới ngon. Để nó ra, kéo cắt. Đây, xé ra. Đừng quay lúc cắt. Dạ, đúng rồi. Ăn cái đây đi, con mấy hốc bà. Ừ, nè, ừ. Chim nó ăn dĩa đậu nó hôi, dĩa đậu bị la. Được chưa? Rồi. Cái cột. Dớ cục thịt ra mấy cái chịu ạ. Dĩa hai cái được ha. Hai cái được không? Ấy 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 dĩa dao đi, ấy hai dĩa dao đi. Hai dĩa dao đi. Hai dĩa dao hả? Ừ, hai dĩa dao. Cúng hoàng của mẹ con với bên ngoại. Ừ, đó. Giữa hai cái này. Trời ơi, cái dao này. Cái dao miếng trời đi con. Cái dao đi. 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 Cái cúng bên cậu nè. Ông cúng được rồi, hai ông cũng được rồi, hai ông ba.
Chín rồi hả? Chưa, đợi đi, đợi chị quay mẹ cái đã. Từ từ. Em không bị la mà anh nói hồi em bị la là em ngồi nhậu với anh luôn á. Cái ngồi cho khóc luôn nè, quay quay quay. Chạy nước miếng à, nghe lâu quá em. Nhân vật thứ 15 nhân quan trọng hả? Gì là rồi, gì là rồi, được chưa? Nó đặt được chưa? Đặt hai cái chiếc, hai lấy hai cái chiếc đặt cho chiếc quậy quậy quậy. Tiếng nó đẩy hả? Quay quay trước nha, họ lên 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 là không cho quay nữa nha. Từ từ. Mẹ đang đổ. Múc ra mẹ. Vậy múc múc đi. Có đang múc bằng kia múc múc mẹ. Làm giật lại. Trời. Dính luôn rồi nè. Nó đổ đâu mà bán mà đâu phải như già như mình đâu. Mình đổ nhà nó mới cứng. À chưa. Nó hầu con quại kìa con sáu. Có thằng em gì kỳ cục. Có ông anh với thằng em gì đâu mà hay bực bội ghê luôn con sáu. Được chưa? Rồi, mẹ ấp vô đây. Cháu gấp đuôi đó chưa vàng hết rồi. Chưa nướng mà. Đuôi nó dễ rồi. Mùa cá lá chuối thơm, mùi lá chuối thôi. Mà con sáu thấy vậy ok không? Bây giờ vừa bún thì mình hỏi xuống anh. Sắp vô được rồi. Rồi đi ra dọc một cái coi. Rồi đi. Trời ơi, cái mẹ đó. Đó, chị em bánh xèo kìa. Đi rồi. Quay đi đừng bay bưng dài kìa. Quay đây đừng bưng dài. Đó, giờ biết lắm mà. Mắt kêu dĩa đó là hả, tới chuyện với con hả vô. Là một bịch vậy là đổ người ta đếm cái hết trơn rồi đó. Một bịch là bao nhiêu cái là người ta biết hết trơn luôn rồi đó.
trơn rồi đó. Nó quay lại làm bằng chứng chiếc đò hả? Dựng lại hiện trường. Dựng lại hiện trường liền đó. Đem đi uống xuống đây. Ủa ông nào, ông làm gì? Ê, 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 ê. Ông em làm gì nè. Ôi trời, mày xuôi. Mày xuôi bậy không à. Thôi. Xe hở là quay không. Ghê này, mấy quay ông đi lên à. Ông mới đi đâu lên à? Đi nghe. Nay nay là con ông yêu cầu là phải quay ông nghe. Cái này đi thua à. Em đi ngồi không vậy? Nè mày nè, mày nè. Nè cái này. Bánh thọt không? Bánh thọt luôn nè. Đây sốt đây. Vô. Mày nó ngó đi. Hai bữa mời em bánh thọt hả? Rồi. Đang đi sắp xếp vô chỗ ngồi cho mấy.